Loan chào anh chị và các bạn. Hôm nay là Loan làm một món khoai tây chiên để ăn vặt nha. Món khoai tây chiên giòn ngon và dễ làm, tất cả ai cũng đều làm được ha. Bây giờ mời cả nhà cùng mình vào bếp. Đầu tiên là mình chuẩn bị 3 củ khoai tây. Mình lựa 3 củ khoai tây này tròn ngon. Thì 3 củ khoai tây đây thì cũng cỡ 700g. 3 củ khoai tây đây thì bây giờ mình gọt vỏ luôn. Khoai thì mình lựa cái củ khoai tây nó có cái màu vàng gì nè. Khi mình cắt ra mình làm thì củ khoai nó có bột ngon lắm chứ nó không có sượng cả nha. Mình có chuẩn bị sẵn một thau nước. Bây giờ mình cho một ít muối vào đây để mình ngâm khoai tây ha. Cho nó ra cái chất mủ á. Khoai thì mình cắt từng lát như vậy nè, rồi mình xắt dọc lại. Khi mình xắt dọc lại, mình xắt miếng bự gì nè, để khi mình chiên lên á, mình chấm nước sốt á, ăn cho nó ngon. Sẽ cắt tiếp tục hết 3 củ khoai này luôn ha. Khoai thì mình cũng đã sắt xong rồi, bây giờ mình rửa qua cái nước muối này, rồi mình rửa lại nhiều nước. Rồi mình để cho nó thật ráo. Nãy giờ thì mình cũng bắt cái xoong nước và cũng sôi rồi nè. Thì mình cho vô đây một ít muối. Với một phần muỗng bột nghệ ha. Thì mình cho bột nghệ vô cái nước này nè. Khi mà mình trụng khoai á, để cái khoai của mình nó có cái màu vàng, nó đẹp bắt mắt hơn ha. Cái bột nghệ thì nó cũng tan ra rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đổ khoai vô. Đổ khoai vô thì mình không cho nó chín nha cả nhà. Cỡ 4 phút thì mình vớt ra. Khi được 4 phút rồi là cái khoai á, khoai tây nó trong như vậy nè. Là vừa ha. Giờ mình vớt ra rổ cho nó ráo nước. Khoai thì sau khi mình vớt ra khỏi xoong rồi thì mình xới nước lại, mình để cho thật ráo. Giờ mình có bột chiên giòn, thì cái đây bột chiên giòn đây thì mình cho vô đây là 5 muỗng ha. Mình cho bột vô đây rồi là bây giờ mình xóc cho nó thấm vô cái khoai ha, nó éo hết cái khoai cho nó đều. Mình để thật là ráo nước á cả nhà, chứ không là cái bột nó quấn cục lại. Bắt đầu mình sẽ chiên khoai tây. Nãy giờ mình cũng để chỗ dầu nó cũng nóng rồi cả nhà. Giờ mình bỏ khoai tây vô ha. Khi mình bỏ khoai vô thì mình không có quậy liền nha. Mình để cho cái bột nó chín á, nó bao vô một cái lớp khoai. Nếu mình bỏ vô mình quậy liền á thì cái bột nó sẽ rẽ ra, thì cái khoai nó bị gãy nữa. Cái khoai nãy giờ mình chiên thì bắt đầu nó cũng giòn rồi nè. Giờ mình cho đũa vô mình đảo. Bây giờ một lần đầu thì mình chiên sơ thôi. Rồi mình vớt ra ha.
để mình chiên lần thứ hai thì cái miếng khoai tây của mình nó giòn hơn và nó ngon hơn. Mình bỏ hết cái số khoai này lần đầu mình chiên cho hết luôn. Khoai thì lần đầu mình cũng chiên sơ que, bây giờ mình bỏ vô lần hai ha, mình chiên xem mà cho cái miếng khoai của mình nó giòn luôn. Khoai mà khi nó chín nó vàng rồi á thì mình đảo nó kiểu xèo xèo vậy nè, rất là ngon. Mình chuẩn bị một cái rổ á, mình có lót giấy ở đây. Khi mình đổ khoai vô thì cho cái dầu nó hút vô cái miếng giấy đó nè cho nó đỡ dầu ha. Mình vớt ra mình để ra rổ cho nó ráo rồi mình tiếp tục mình chiên lần hai ha. Cái chảo thứ hai thì mình chiên nó cũng đã giòn rồi, giờ mình vớt ra rổ luôn. Khi mình chiên khoai á, mình cho chút bột nghệ vô, nó có cái màu rất là đẹp ha cả nhà. Khoai tây thì mình cũng để chiên xong rồi nè. Mình ăn khoai thì mình ăn với lại tương ớt, với lại sốt mayonnaise ha. Bây giờ mời cả nhà cùng mình thưởng thức nha. Mình cắn rất là giòn luôn cả nhà. Tại vì video của mình đóng tiếng á, nên cả nhà không có nghe cái tiếng giòn ha. Vì xét nhà mình á, các người mở nhạc á, thật là to nên mình phải đóng video lại. Cái món khoai tây chiên này mình ăn giòn, vừa béo của sốt mayonnaise, cộng thêm là mình ăn với tương ớt nữa nè, nó mặn mặn cay cay, rất là ngon luôn cả nhà. Khi ở nhà mình có khoai tây á, mình buồn buồn ơi, mình bỏ ra mình làm cỡ 15 phút thôi là có món khoai tây chiên rất là dễ dàng mà ăn nó vui nữa cả nhà. Thì thôi, video của mình đến đây tạm dừng ha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.